Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin làm tiếp cái chuỗi series về cách nuôi cá rồng. Đó là bảo vệ râu và vây cho cá rồng. Thì như các bạn biết, cá rồng là một cái loại cá quý hiếm đắt tiền. Vì vậy khi mà nuôi cái loài cá này á, thì mình cần phải hiểu rõ một cái số phương pháp để cho con cá mình luôn khỏe đẹp. Thì có một số cái bộ phận ở trên thân thể cá rồng á, cần phải được là chú ý và chăm sóc thường xuyên. Đó là cái râu và vây cho cá rồng. Thì cái bài này á, mình lấy ở trên cái cuốn tạp chí cá kiển các bạn. Mình lấy ở trên cái cuốn tạp chí cá kiển. Ở ngoài bìa nó như thế này. Ngoài bìa như thế này. Tạp chí cá kiển tập 19. Và nó được in và xuất bản vào năm 2007. Đây các bạn, in và nộp hộ chiếu vào tháng 5 2007, là cách đây đã 13 năm. Cách đây đã 13 năm các bạn. Mình thấy cái bài này khá là hay. Do đó là mình cũng trích, và bài này nó ngắn chứ nó cũng không có dài. Đó, thì bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn nghe, mình sẽ đọc lại cho các bạn nghe. Và một cái số cái chỗ mà nó hơi khó hiểu thì mình sẽ giải thích. Người ta viết thì dễ hiểu lắm chứ cô không có hiểu như mấy cái tài liệu nước ngoài về cái cách sử dụng hành văn của người nước ngoài thì nó hơi khác người Việt Nam. Đó, thì đầu tiên á, thì bảo vệ râu và vây thì mình sẽ nói về râu trước nha. Thì râu, điểm sơ về râu của cá rồng thì hầu hết tất cả những người mà thích nuôi cá rồng á, thường đánh giá râu của con cá rồng nó giống như là cái sừng của con rồng. Thì cân rồng thì các bạn biết là một con vật linh thiêng trong 12 con giáp rồi đó. Và hai cái cọng râu của cá rồng nó phải có cái độ dài ngang nhau, và nó không có được cong lại và cũng không có được có cái hình xoắn ốc, và nó phải thẳng thẳng băng luôn các bạn. Nó thẳng băng và nó hướng lên, nên nó chỉ thiên thì càng, nó chỉ thiên nhưng mà nó chết nha, chết kiểu vậy nè, chứ không phải chỉ dựng đứng vậy nha. Dựng đứng vậy là cá lỗi rồi đó. Nó chỉ cần mà nó hướng chết lên thì nó sẽ là một cái cặp râu tạo nên con cá rồng nó giống, nó có cái dáng vẻ rất là oai nghi các bạn. Và từ lâu thì người ta tin rằng đó, hai cái cọng râu này chính là hiện thân cho cái sự mạnh mẽ của loài cá rồng. Trên mà cái râu là cái bộ phận mà nó khá là dễ tổn thương nhất ở trên mười cá rồng. Nó có thể bị gãi nè, bị cong nè, bị đứt nè, thì con cá nó lập tức giá trị nó bị mất liền, nó mất luôn cả giá trị nó luôn á. Bán rẻ dữ lắm, người ta cũng không thèm mua. Vậy phải làm sao để bảo vệ râu cho cá rồng nó không bị tổn thương? Thì trước tiên các bạn cần phải tạo một cái khoảng không gian rộng rãi để cho cá rồng bơi lội, để cho hai cái râu của nó không bị chạm vào thành hồ. Và trong một cái khoảng không gian chật hẹp á, thì cái hai cái cọng râu của nó sẽ có cái xu hướng là cong lại, và tệ hơn nữa thì nó sẽ bị gãi một phần nữa hoặc là gãi toàn phần. Tiếp theo thì các bạn nên thực hiện một cái số cái bước sau đây. Bước thứ nhất á, không nên để vật trang trí như là đá hay là các dạng mà tạo hình tháp hay là các dạng mà thủy tạo cứng ở trong hồ. Thứ hai là các bạn không nên bỏ thức ăn vào một góc hồ khiến cá bơi xuống ngay góc đó và chạm râu vào trong thành góc. Các bạn phải bỏ thức ăn ở chính giữa hồ. Thứ ba thì các bạn không nên gõ vào thành hồ khiến cho cá hoảng sợ và nó bị tông, nhất là nhà mà người nào mà có em bé đó là hay bị cái vấn đề này. Hoặc là khách vô nhà mà người ta không biết, người ta gõ cốc cốc vô á, thì cũng không, thì các bạn cũng nên nhắc nhở họ đó. Khách vô nhà là mình không có cho lại gần hồ nhà mình đâu. Hồi đó mình còn nuôi á, còn bây giờ là khách bán á, là khách nào mà dẫn em bé vô á, đa phần ở tiệm này thì họ không có ai mà dẫn em bé vô hết á. Nhưng mà khi mà dẫn em bé vô thì thấy mà nó có hiện tượng á, là nó nhắc trước khi mà nó gõ rồi, tại nhìn là biết liền à đó. Và cái thứ tư á, là cái nắp của đậy của cá rồng á, thường là mấy hồ công nghệ các bạn, mấy hồ công nghệ mà những cái hồ mà người ta ấp gỗ á, là phía trên người ta rất là kỹ, người ta hay đặt một cái miếng xốp để chi cho con cá khi mà nó nhảy nó tông lên một phát một á, thì nó không có bị tổn thương. Nhưng mà cái miếng xốp đó nó có một nhược điểm á, lâu ngày hơi nước nó bốc lên thì nó làm rêu rồi tảo rồi nó cũng gây hại trên chẩn. Do đó là hiện tại xu hướng này bây giờ người ta bỏ luôn rồi, người ta bỏ luôn cái miếng xốp đó luôn rồi. Rồi nếu mà trong trường hợp cá rồng của bạn bị tổn thương râu á, thì mình phải làm như thế nào? Thì thường cá sẽ mất một cái khoảng thời gian để mà lành lại, tùy thuộc vào cái độ tuổi của cá. Nếu con cá của các bạn nó nhỏ tuổi thì nó rất là mau phục hồi hơn là cá già. Và râu cá có thể bị tổn thương theo hai dạng. Một là gãi đến tận gốc thì con cá của các bạn sẽ không thể nào phục hồi lại được, dù cho con cá đó là cá nhỏ đi, chưa trưởng thành luôn. Thứ hai, nếu mà nó gãi một phần á, thì cái con cá của các bạn trước sau gì nó cũng sẽ mọc lại, nhưng trừ khi con cá của các bạn nó quá già. Và trong cái trường hợp mà râu mà nó bị cong hay là nó bị cụp lại á, thì các bạn hãy cắt ngay cái chỗ đó để mà nó thẳng lại như cũ. Nếu mà con cá của các bạn nó lớn rồi đó, thì các bạn nên gây tê, gây mê cho nó một chút xíu, đừng có gây mê cho nó ẩm luôn nha.
Còn vây, còn cái phần thứ hai là bảo vệ vây của cá rồng. Thì vây của cá rồng nó cũng giống như là tứ chi của con người vậy thôi, vây cá thì như là tứ chi con người vậy thôi các bạn. Bất cứ vấn đề nào mà xảy ra với các cái bộ phận mà vây đều ảnh hưởng đến cái sự mà bơi hay là thăng bằng hay là cái vẻ đẹp của cá rồng. Và các vây của cá rồng nó phải mượt mà và nó luôn xòe rộng nhất á, chứ nó không nên bị rách. Mà muốn như vậy á, thì ngay từ nhỏ các bạn không nên nuôi con cá rồng ở trong một cái bể quá rộng, sẽ khiến con cá hoảng sợ và nó sẽ bơi mà nó bơi luồn các bạn, nó bơi cái kiểu dạng mà bơi lồng bơi luồn á, thì nó sẽ khiến con cá rồng bị rách vây. Khi mà cái hồ quá rộng á, sẽ tạo cho con cá có một cái cảm giác rất 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 là nhút nhát. Còn nếu mà đủ rộng thì nó sẽ an toàn hơn. Và khi con cá của các bạn á, nó lớn hơn một chút thì các bạn hãy chuyển nó sang cái hồ to. Và để bảo vệ vây của cá rồng như thế nào thì các bạn cần lưu ý một số điểm sau. Cái điểm thứ nhất á, là hạn chế các vật trang trí nhọn cồng kềnh có góc cạnh y chang như hồi nãy bảo vệ râu. Cái thứ hai đó là không nuôi chung với những con cá mà có thói quen mà rỉa vây đuôi hay là vây cá rồng. Con cá mà có khả năng tia vây tới mà con cá rồng lớn á, thì chỉ có con piranha. Ấy, piranha nó mới có khả năng tia vây, nó tia buổi tối không mà. Còn nếu mà các bạn nuôi với cá rồng nhỏ mà các bạn nuôi chung với những con cá mà nó bự, nó bự bự á, nó có khả năng tia vây, ví dụ như con hổ Congo là nó có khả năng tia vây cá rồng nếu mà con cá rồng đó nó nhỏ và nó ngang với nó nha, nó không ăn nhưng mà nó tia nha. Cái thứ hai nữa là con cá vương miện. Con cá vương miện nó đẹp và người ta thích ghép nó vô phụ kiện cá rồng, nhưng mà nó chỉ thích hợp ghép với con cá rồng lớn thôi, tại cá rồng lớn nó không dám đụng. Nhưng mà cá rồng mà nhỏ ngang đó là nó nhai vây cá rồng đó các bạn. Nó có cái tập tính là tia vây, cho nên là hiện tại giờ là không ai nuôi vương miện hết. Nó thứ nhất là nó giá trị nó cao ngang với con phi phụng mà nó không đẹp bằng. Nó thứ hai nữa là nó có cái tập tính mà nó tia vây kiểu vậy đó, cho nên là người ta gần như là ngưng nó nuôi luôn rồi. Rồi cái điểm thứ ba đó, khi mà các bạn bắt cái con cá cá con đó, thì các bạn phải sử dụng cái loại lưới miệng. Thì ở ngoài tiệm nó có bán những cái loại vợt đó mà dành riêng cho cá rồng nha các bạn. Các bạn vớt đó là bao con cá của bạn nó không có bị rách vây. Còn nếu mà cá lớn thì các bạn nên dùng bọc ni lông để các bạn dùng ni lông lùa, nó an toàn hơn. Nó không chỉ an toàn cho vây mà nó an toàn cho hai cái càng của con cá rồng, bởi vì càng cá rồng mà gãi một cái là khỏi lành luôn á đó. Cho nên là các bạn nên dùng bọc ni lông mà để bắt mấy cái con cá rồng bự. Nhưng cá rồng cỡ này là phải bắt bằng bọc ni lông để cái càng nó dài quá mà đó. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà vây nó bị rách thì phải làm như thế nào? Nếu mà nó bị rách một phần như thế này, mình giả sử nha, nó bị rách tới đây, thì các bạn nên cắt cho nó tận gốc luôn, cho nó tận cái phần gốc luôn. Thì như vậy á, nó sẽ làm cho cái vây của các bạn mọc trở lại một cách đẹp đẽ và ngay hàng thẳng nói và xòe đẹp hơn nữa, mà nó còn xòe rộng hơn nữa. Đó. Còn nếu mà các bạn không cắt tận gốc á, thì cái vây nó sẽ mọc lại thôi, nhưng mà nó không được chắc chắn như trước, và chắc chắn thì nó cũng không đẹp, nhất là những con cá rồng nào già. Còn đối với cá rồng già, những con cá rồng mà lớn như thế này các bạn muốn cắt vây á, thì các bạn cũng phải cái dây mê nó một chút xíu, chứ không các bạn không có bắt lên được và cắt vây được đâu. Còn cái con cá mà cá rồng nhỏ thì dễ rồi. Nếu nha, cắt vây á là cắt tia vây nha, ví dụ nó rách tới đây nha các bạn, nó rách tới đây nha, thì các bạn cắt tận gốc với vô đây luôn, chứ không phải là cắt cái cụp này nha. Không có phải cắt vây là cắt vậy nha, mà là cắt cái tia vây á, nó dụ rách tới đây thì các bạn cắt vô tới đây. Đó, nó là như vậy. Rồi clip của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo nhé.